Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, một đợt bán tháo mạnh đã xuất hiện khiến Bitcoin và các đồng altcoin khác giảm giá trong ngày hôm nay. Giá Bitcoin đã giảm từ 31.600 đô la và có thời điểm giảm xuống tới 29.900 đô trước khi tăng trở lại với mức hơn 30.000 đô la ở thời điểm hiện tại. ETH cũng đánh mất mức giá 2.000 đô la trong hôm nay. Đây là mức giá cao nhất của ETH trong 3 tháng. Hiện tại, ETH được giao dịch ở mức hơn 1.930 đô la. Đồng XRP được giao dịch ở mức khoảng 0,72 đô la, tương đương giá giảm 25% so với mức cao nhất 0,93 đô la được ghi nhận vào ngày hôm qua. Đồng coin này đã có thời điểm vượt qua BNB của Binance để trở thành loại tiền điện tử lớn thứ tư tính theo vốn hóa thị trường, nhưng lại tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng sau khi giảm giá hôm nay. Các altcoin lớn khác đều giảm giá thấp hơn, bao gồm ADA và MATIC. Token của các nền tảng hợp đồng thông minh tương ứng là Cardano và Polygon, mỗi loại giảm hơn 5% vào đêm qua. Mức kháng cự 31.000 đô la vẫn là mức kháng cự mạnh của Bitcoin. Sẽ cần thêm thời gian để Bitcoin vượt qua mức này và thực sự quay trở lại với xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh của thị trường là một điều cần thiết để Bitcoin lấy động lực tăng trưởng lành mạnh hơn. Theo dữ liệu của CoinGlass, các trader đã bị thanh lý tổng cộng hơn 220 triệu đô la trong đêm qua, với hầu hết là các lệnh long. Dẫn đầu về giá trị thanh lý là Bitcoin với hơn 50 triệu đô la, tiếp theo là ETH với hơn 34 triệu đô, và thứ ba là đồng XRP với khoản thanh lý 24,6 triệu đô la. Thông tin tiếp theo, đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay do quỹ đầu tư BlackRock đệ trình hiện đã được SEC Hoa Kỳ công nhận. SEC đã công nhận đơn đăng ký của BlackRock đối với quỹ Bitcoin ETF giao ngay. Điều đáng chú ý là bản cập nhật xuất hiện chỉ một ngày sau khi SEC thừa nhận một ứng dụng tương tự từ Bitwise. Sự thừa nhận của SEC cho thấy rằng cơ quan quản lý đã bắt đầu xem xét chính thức đề xuất ETF của BlackRock. Mặc dù đây chỉ là bước đầu tiên trong quy trình quản lý lâu dài, nhưng đây là một cột mốc quan trọng đối với cộng đồng Bitcoin. Sự thừa nhận của SEC cho thấy sự sẵn sàng tham gia vào khái niệm Bitcoin ETF và phân tích tác động thị trường có thể có. Với hơn 9.000 tỷ đô la tài sản được quản lý, BlackRock là công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thị trường tài chính. Quyết định theo đuổi Bitcoin ETF của công ty nêu bật sự chấp nhận và công nhận ngày càng tăng đối với crypto trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Sau khi BlackRock nộp đơn xin Bitcoin ETF, một loạt các công ty khác bao gồm Fidelity, Invesco và WisdomTree cũng tham gia vào cuộc đua cung cấp sản phẩm đầu tư tương tự. Động thái này thể hiện sự công nhận của các công ty về nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương tiện đầu tư Bitcoin. Và thông tin cuối cùng, Binance sa thải 1.000 nhân viên trên toàn thế giới trong bối cảnh bất ổn về quy định. Binance đang đánh dấu kỷ niệm 6 năm thành lập bằng việc sa thải một lượng lớn nhân viên của họ. Tạp chí Forbes đã tiết lộ rằng hơn 1.000 nhân viên đã bị sa thải trong những tuần gần đây với việc cắt giảm được thực hiện trên toàn cầu. Nhân viên dịch vụ khách hàng, đặc biệt là ở Ấn Độ, đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước những lần sa thải này, số lượng nhân viên toàn cầu của Binance được ước tính là khoảng 8.000 người. Khi sàn giao dịch trải qua quá trình tái tổ chức, người ta dự đoán rằng họ có thể cắt giảm hơn 1/3 nhân viên của mình. Vào ngày 31 tháng 5, Binance đã thông báo cắt giảm 20% nhân viên, nói rằng đó không phải là hoạt động thu hẹp quy mô mà là phân bổ lại các nguồn lực. Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào mật độ tài năng để chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá lớn tiếp theo. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.